cần lắm câu ca ai reo hò, bài cánh ca Noel năm nào nhẹ nhàng khẽ nói Merry Christmas. Xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình của My Idol TV. Mình là Bằng Cường. Bản thân của Bằng Cường là phải là sống có ích cho xã hội. Giọng hát có được tính là bộ phận cơ thể không ạ? Mọi người hay nói về Bằng Cường là chiều cao khiêm tốn. Thì Bằng Cường có thể là lúc đầu tiên khi mà mới dấn thân vào trong showbiz thì mọi người hay nói là ca sĩ thì mà thấp bé nhẹ cân. Lúc đó Bằng Cường rất là buồn, nhưng sau này khi mà Bằng Cường thể hiện được hết những cái gọi là cái sở trường mình, đó là giọng hát cùng với những sáng tác của mình, thì Bằng Cường cảm thấy rằng là bây giờ không còn quan trọng về cái chiều cao nữa, mà bây giờ quan trọng nhất là những cái gì mình đã làm được. Có nhiều điều lắm, chẳng hạn như là mình tức giận một điều gì đó mình toàn vung tay đá chân, nhưng mà chỉ có một mình trong phòng thôi, bởi vì là mình không dám làm cho mọi người biết, mình chỉ có một mình biết thôi. Đây là điều xấu nhất của Bằng Cường, đó là cái tình cảm của mình Bằng Cường luôn giấu ở trong lòng mình thì khán giả ít khi nào biết được. Ăn hoàng tử trong chuyện là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, bởi vì Bằng Cường thích chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, nhớ mẹ nhiều hay khóc này. Sau này mẹ mất thì Bằng Cường chỉ thỉnh thoảng nhớ về mẹ thôi, còn sau này thì Bằng Cường ít khi khóc, bởi vì ngày còn nhỏ khóc hết rồi. Ước mơ hồi bé của Bằng Cường là lúc nào cũng có một đôi cánh ở đằng sau để thỉnh thoảng bay bay bay, nhưng mà đó chỉ là ước mơ thôi. Bằng Cường dự định lâu lắm rồi, nhưng mà mỗi lần dự định nó lại trượt dự định, nên là thôi cứ lại chờ. Chúng ta bảo thế là xu thế của những người chờ người tử tế. Hiểu mình là một này, thứ hai là thông cảm cho công việc của Bằng Cường, và cái thứ ba là Bằng Cường thích có một cô gái nhẹ nhàng và biết lắng nghe Bằng Cường chia sẻ, cũng như là chung thủy với Bằng Cường. Mỗi lần Bằng Cường thất tình thì chắc là Bằng Cường nhịn ăn khoảng 1-2 ngày rồi không làm gì. Ai nhìn vào Bằng Cường biết liền. Bởi vì khi mà buồn ấy, thì là tất cả những cái avatar hay là những cái gì của Bằng Cường đều tối đen thui hết. Từ avatar này, từ hình ảnh của Bằng Cường đều màu đen hết. Chắc thì nếu mà Bằng Cường chỉ khoảng 2 ngày thôi thì Bằng Cường sẽ hết buồn. Nhưng mà khi mà qua được cái cơn buồn đấy rồi thì đến lúc mà đi biểu diễn về thì mình lại tự nhiên mình lại cảm thấy buồn trở lại. Nếu mà có điều đó thì Bằng Cường sẽ đón nhận luôn, bởi vì đó là một cái điều hạnh phúc của một người sắp được là một cái điều là lên một cái chức vụ mới. Bằng Cường nghĩ rằng là đó là giống như một cái điều giải trí trong cuộc sống thôi, bởi vì là trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống thì lúc nào cũng cần phải có những cái điều gì đó gọi là mới lạ. Đầu tiên mà để Bằng Cường yêu mà thích thì chắc là Bằng Cường sẽ chọn gương mặt trước. Có nhiều người quý mến Bằng Cường đến và họ bày tỏ luôn, nhưng Bằng Cường chỉ dừng ở mức độ anh em bạn bè. Có một điều mà Bằng Cường cảm thấy hối hận nhất, đó là khi yêu một ai đó và khi cả hai người cùng giận dỗi, Bằng Cường lại cũng giống như cái người đó, cả hai cùng không chịu làm lành, và cuối cùng là cả hai xa nhau, sẽ đi ngủ và nghe nhạc. Nếu mà dính vào scandal thì Bằng Cường cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ mà vượt qua thôi, bởi vì là cái điều gì đó thì dần dần nó cũng sẽ trôi vào quên lãng. Từ xưa đến giờ vẫn được các FC cũng như là các bạn cũng như là anh em bạn bè lúc nào cũng gọi Bằng Cường là một ca sĩ gọi là rau sạch. Đang hát mà quên lời, mặc dù là tự nhiên mình đang rất là hào hứng mà hát mà quên lời thì thôi, đành phải đưa xuống cho khán giả quý vị hát với Bằng Cường. Đến khi nào mà
hắn thở mình thuộc lời thì Bằng Cường lại hát cùng lại. Đó là một cái điều mà Bằng Cường chữa cháy trên sân khấu. Những cái chương trình nào mà cần yêu cầu lip sync thì Bằng Cường sẽ hát lip sync, bởi vì là một là quay hình, hai là quay MV, ba là quay trong đài truyền hình khi mà người ta cần yêu cầu có những chương trình như vậy. Còn thời gian gần đây thì Bằng Cường lúc nào cũng đi hát hết mình để cho mà khi người ta gọi là chăm hay không bằng tay quen. Mình cứ hát liên tục như vậy thì nó giống như là tập luyện mỗi ngày. Không biết Bằng Cường sẽ trốn vào đâu, bởi vì Bằng Cường xem rất là nhiều bạn bè mình rồi, rất là nhiều sự cố, ai cũng bị rách quần hoặc là hở áo, hở cái thứ, chưa từng trải qua cái điều đó. Nhưng mà Bằng Cường chỉ nhớ là ngày xưa hồi năm 2000 đi hát, lúc đó lên hát nhảy máu quá, rồi đi xuống dưới thì mới nhớ ra là quần chưa kéo khóa. Đó là theo người ta thôi, còn theo Bằng Cường cảm thấy ai là chân thành và thật thì Bằng Cường sẽ hết lòng với người ta. Đầu tiên là sẽ buôn bán, mở một cái cửa hàng kinh doanh buôn bán. Và thứ hai thì Bằng Cường không thể nào mà bỏ nghề được, bởi vì là Bằng Cường đã thử rất là nhiều lần bỏ nghề rồi, nhưng mà cuối cùng nghề nó vẫn cứ gọi là ăn vào máu, như là một cái điều gì đó gọi là sinh ra để hát và để làm những cái điều gì đó liên quan đến nghệ thuật. Sau này không hát thì Bằng Cường sẽ đào tạo một lớp trẻ. Đây, tự nhiên hỏi nhanh quá thì rất là khó, nhưng mà thôi Bằng Cường cũng sẽ hết lòng thử một hai câu ạ. Nhân dịp năm mới, niềm vui phơi phới, làm ăn tân tới, tình đừng chơi với, hết ạ. Bằng Cường đi hát thời gian gần đây, Bằng Cường thấy rằng là cái tình cảm của khán giả ngày một coi là mờ nhạt hơn so với nghệ sĩ. Thì Bằng Cường mong rằng 2015 tất cả quý vị khán giả sẽ hiểu được cái nỗi lòng của người nghệ sĩ khi mà họ thực hiện những cái sản phẩm để cống hiến cho tất cả quý vị khán giả xem. Thì quý vị khán giả hãy đón nhận và hãy đón nhận họ bằng tấm lòng của mình và hết lòng ủng hộ cho tất cả anh em nghệ sĩ. Nhân dịp năm mới, Bằng Cường xin được chúc tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình My Idol TV những lời chúc an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và đừng quên theo dõi tất cả các clip tiếp theo tại myidol.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.